làm quà cho các bạn xem con mì rất là đẹp. Rất là máu. À, sau đây thì mình sẽ đến để xách cái lồng của nó cho các bạn xem. Đây. À, xách thử cho các bạn xem luôn. Đây, xách trên tay luôn. Đây, đây các bạn nhìn thấy đây. Xoay một vòng. Các bạn thấy đấy, quay trực tiếp tại nhà mình luôn. Đang quay bên ngoài đây. Dưới đây đang để một số cái đồ ăn cám. Đây là cám của nhà mình làm luôn. Đấy, mì. À, có lẽ video này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn luôn ủng hộ kênh Cám Xuyên Đất Việt trên YouTube cũng như trên Facebook. Chào tất cả các bạn. Shh, shh, shh.